một hoàng anh Gia Lai giàu sức sống dưới tay Kia Ti Sắc. Sau trận hòa 1, một, vòng 4 V-League 2023 vào hôm qua 19 tháng 2, huấn luyện viên Paulo Foia đã phải thốt lên lời khen ngợi cách chơi ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai khiến dàn sao đội công an Hà Nội, CHN, suýt nửa ôm hận tại Pleiku. Huấn luyện viên Paulo Foia nói, Hoàng Anh Gia Lai quá mạnh và có huấn luyện viên Kia Sắc quá giỏi. Hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã chơi bóng rất ấn tượng huấn luyện viên Kia Tisak đã thể hiện dấu ấn khi tạo ra sự cân bằng tuyệt vời trong lối chơi của đội bóng. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cho thấy kỹ năng kiểm soát bóng rất tốt, trong khi vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng với lời khen ngợi đó sau 4 vòng đầu tiên toàn gặp những đội rất mạnh như CHN. Nam Định, Bình Dương và Hà Tĩnh. Đến lúc này, đội bóng phố núi chưa có chiến thắng nào nhưng ngược lại chưa một ông lớn nào có thể đánh bại được đoàn quân trẻ trung của huấn luyện viên Kia Việc Hoàng Anh Gia Lai để vụt mất chiến thắng trước CHN thực sự đáng tiếc. Nhưng việc không thua dàn sau CHN sẽ tiếp thêm rất nhiều tự tin cho các cầu thủ trẻ. Đó là kết quả đáng ghi nhận khi huấn luyện viên Kia Sắc vẫn đều đặn trao cơ hội vào sân cho những hạt giống trẻ như quốc Việt, Thanh Nhân, Bảo Toàn, Minh Bình, Quang Nho chưa đủ tầm chơi áp đặt nhưng qua mỗi trận đấu, phiên bản Hoàng Anh Gia Lai 2023 càng chơi tự tin. Huấn luyện viên Kiati Sắc bày tỏ trước khi bước vào giải. Rất nhiều người lo lắng không biết Hoàng Anh Gia Lai sẽ có mấy điểm, liệu có trắng tay trong 4 vòng đầu tiên hay không vì đội toàn gặp những đội bóng rất mạnh. Hôm nay, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ khi đội hình trẻ trung của Hoàng Anh Gia Lai tự tin đối đầu với rất nhiều ngôi sao của CAHN. Trong hiệp 1, chúng tôi tập trung phòng ngự sau khi rút ra bài học thua bàn sớm trước câu lạc bộ Nam Định vòng đấu trước. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai cố gắng phòng ngự phản công và có bàn thắng trước, trước khi CHN có pha ghi bàn rất đẹp. Kết quả này là sự khích lệ lớn khi Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường xây dựng thế hệ cầu thủ mới, với rất nhiều gương mặt trẻ. Hôm nay, tôi muốn các cố động viên Pleiku chứng kiến những cầu thủ mới và ít nổi tiếng chiến đấu cho màu cờ sắc áo Hoàng Anh Gia Lai họ chiến đấu với lòng nhiệt huyết và quyết tâm, chiến đấu vì cố động viên Gia Lai. Đó sẽ là hình ảnh và tinh thần thế hệ cầu thủ trẻ mới của Hoàng Anh Gia Lai. Quản nghỉ một tháng rưỡi sắp tới là cơ hội vàng để huấn luyện viên Kia Sắc ổn định lại tâm lý cho các cầu thủ trẻ vững vàng hơn, hoàn thiện những miếng đánh và cải thiện khả năng bọc lót. Hy vọng sau đó, người hâm mộ sẽ có thể thấy Hoàng Anh Gia Lai mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa dưới tài cầm quân của huấn luyện viên Kia Sắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.